Ta-da, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tốn và Chuyện và mình là của EK. Hôm nay mình có các bạn cùng khám phá những tập truyện được xuất bản trong tuần này của nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn. Thì trên màn hình của bạn đây là những tập truyện được xuất bản từ nhà xuất bản Kim Đồng và những bạn trẻ ha. Chúng ta gồm có Rồng Vây Vượt Kẹt, Kha Bát 18, 19 nè. Có những quyển truyện đã xuất bản lâu rồi nha các bạn, nhưng mà mình mua chung với các bạn. Đây, Kỳ Án Siêu Nhiên tập 6 đến từ nhà xuất bản trẻ nha các bạn. Có là Kasuha Cuộc Chiến Tỏ Tình ha, Harry Fire của mình nè. Rồi đây là Sugio GX tập 5 nha các bạn. Rồi Berman tập 14, tập 15 và tập kết thúc 16 nha các bạn. Kết thúc trong im đềm. Rồi có hội lớp học rùng rợn tập 8, Dragon Ball Full Color phần 6 tập 3 nha các bạn. Đó rồi mình có Pokemon và có là Hánh Hạch Ray nha các bạn. Đó hình gương biến hình tên cũ của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá Dragon Ball phần 6 tập 3 nha các bạn. Trong tập này chúng ta sẽ được tặng tèm một cái tên nam này. Rất dễ thương và đáng yêu nhưng mà đối với mình nó rất là nhỏ nha. Còn bạn nào có ý kiến khác thì comment chia sẻ phía dưới nha các bạn. Chúng ta sẽ có thêm một cái bì rời được căng bóng khá xịn sò. Quyển này giá khá là chát nha các bạn, 77.000 luôn nha. 77.000 không phải là rẻ đâu nha các bạn. Đây 77.000 lứa tuổi là 14 cộng nha. Mình để bìa sang một bên. Đây là phần bên trong nè. Thì toàn bộ bên trong sẽ được là in màu ha, nên bộ truyện này có được tên là Dragon Ball Full Color. Thì bộ Dragon Ball Full Color này tổng cộng nó có 32 tập chia làm 6 phần nha, và các bạn đã đi tới phần 6 tập 3 và chúng ta sẽ còn 3 tập nữa sẽ kết thúc nha các bạn. Thì mỗi phần phần 1 kể về nền niên thiếu của Son Goku 8 tập, phần 2 là Đại Ma Vương Piccolo 4 tập, phần 3 của đội bộ của người Saiya 3 tập, phần 4 là Sierra Đại Đế 5 tập, phần 5 là Chiru Cell Bohun 6 tập và phần 6 là Mabu 6 tập. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ cho mình. Nếu video này xong tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 20 bạn mỗi bạn một cuốn bất kỳ từ phần 1 tới phần 6 ha, các bạn tự chọn nha. Dành tặng cho 20 bạn nếu video này đạt được 5.000 view. Và các bạn hãy nhớ một con số thích phía dưới và comment con số thích nha. Và nhớ con số tên này là 549. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.